bắt đầu cái công cuộc kéo co bắt đầu các bạn nhé. Tài xế đã chuẩn bị xích rồi. Các bạn có thể thấy trên đường là một bác tài xế nữa. Bộ ba gần như ít khi tách rời nhau. Và chiếc xe công đông luôn đi cùng với nhau. Quá là tuyệt vời. Bắt đầu đến mùa trồng rẻ rồi. Chiếc
các bạn thấy quả hôm trước là 1 năm 12. Và những chiếc xe công nông đang xuất hiện ở đây. Rất tuyệt vời. 3 chiếc xe công nông siêu khủng thế ngày hôm nay xuất hiện trong video. Và nói là đây là bộ ba luôn luôn đi cùng với nhau. Đây các bạn sẽ chứng kiến những pha siêu đầy lội sau này của các bác tài xế công nông đổ đất vào trong các con vườn luôn. Bắt đầu đến mùa chở đất rồi các bạn ơi. Chiếc xe đi cái hành trình rất là dài rồi các bạn nhé. Ngày hôm nay tiếp tục là những chuyến hành trình ra con ruộng ở ngoài đây. Còn là những chiếc xe siêu này sẽ thể hiện như thế và gây cấn ở đây. Cái hành trình rất là dài.
thấy một con ruộng được san lấp ở đây. Còn phải rất nhiều đất nữa thì mới san lấp được kín cái con ruộng ở đây các bạn nhé. Các bạn có thể thấy trên đường là một bác tài xế nữa. Bộ ba gần như ít khi tách rời nhau. Ba chiếc xe công nông luôn đi cùng với nhau. Quá là tuyệt vời. Thank you.
sông Bùi cháu thấy toàn ra bãi sông Hồng này. Bùi ấy. Xa các bạn nhé. Rồi là hành trình của bà chiếc xe công nông rất là mạnh mẽ.